trả ơn. Ngày xưa, tại một vương quốc xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu là những người trị vì sáng suốt. Nhưng họ lại có một người con trai vô cùng ham chơi, biến nhát học hành. Điều này khiến họ vô cùng buồn lòng. Con phải chịu khó học hỏi thì tương lai mới trở thành người trị vì vương quốc được chứ. Sao vua cha khó tính thế cơ chứ? Cứ suốt ngày bắt mình học chán ơi là chán. Bắt được người rừng rồi. Thả ta ra. Bao giữ hắn lại. Gần đây có rất nhiều thợ săn mất tích trong rừng. Ngươi đã khiến thần dân của ta hoảng sợ. Tạm thời ngươi sẽ bị giam ở đây. Ông ta là người rừng ư? Ta có tên. Tên ta là Hành Sơ Sắc. Hãy trả quả bóng cho ta đi. Hãy mở cửa ra rồi ta sẽ trả quả bóng cho ngươi. Không được. Thả ông ra thì vua cha sẽ trách tội ta. Nếu thế ta đành giữ quả bóng này lại giao cho hoàng thượng thôi. Thôi được, tôi sẽ thả ông ra. Ông làm gì thế? Thả ta ra. Nếu cứ ở lại hoàng cung, ngươi sẽ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Ta sẽ dạy cho ngươi trở thành con người xuất chúng. Hàn Sơ Sắc ôm hoàng tử chạy xa khỏi hoàng cung vào tích trong rừng sâu. Thế là từ một cậu bé ham chơi, dưới sự dạy dỗ của Hàn Sơ Sắc, hoàng tử đã dần trưởng thành, tinh thông võ thuật. Này ngươi đã trưởng thành, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Kia là hoàng cung vương quốc Ba Tunda, ở đó có 3 quả táo vàng. Ngươi hãy tìm cách mang chúng về đây cho ta. Ông muốn lấy chúng để làm gì? Hãy lấy chúng về rồi ngươi sẽ hiểu. Sau đó ta hứa sẽ đưa ngươi trở về hoàng cung trong sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người. Vua cha ngươi sẽ tự hào vì ngươi. Nghe theo lời Hàn Sơ Sắc, hoàng tử tìm đến hoàng cung của vương quốc Ba Tunda để tìm hiểu về 3 quả táo vàng. Chàng xin được trở thành người làm vườn trong hoàng cung. Ngươi hãy mang một bó hoa đẹp nhất vào phòng cho công chúa nhé. Vâng, tôi biết rồi. Thưa công chúa, tôi xin phép được thay hoa cho người. Khoan đã, tại sao ngươi lại mang toàn hoa dại lên đây thế? Thưa công chúa, đây tuy là hoa dại, nhưng chúng có một vẻ đẹp thanh khiết và hương thơm vô cùng đặc biệt, giống như vẻ đẹp của người vậy. Ngươi cũng khéo ăn nói đấy chứ. Thôi được, hãy cắm chúng vào bình đi. Vâng, thưa công chúa. Cấp báo, quân giặc đang kéo đến. Tất cả quân lính tập hợp chuẩn bị nghênh chiến. Vương quốc Ba Tunda chẳng yên ổn được bao lâu, đã lại phải rơi vào cảnh chiến tranh. Quân địch có mạnh lắm không bác? Chúng rất mạnh và hung ác nữa. Không biết số phận chúng ta sẽ đi về đâu. Không lâu sau, quân địch ở phương xa ùn ùn kéo đến, tiến đánh vương quốc Ba Tunda. Ê, quân địch mạnh quá, e rằng chúng ta không chống cự được mất. Đúng lúc quân lính Ba Tunda gặp nguy nan, một người kỵ sĩ bí ẩn bỗng xuất hiện dũng mãnh xông thẳng vào quân giặc. Chỉnh đốn hàng ngũ, chia thành hai ngã, tấn công từ hai cánh. Xông lên! Bảo rút quân thôi. Người kỵ sĩ tài giỏi kia là ai thế? Thưa, thần cũng không rõ, chưa từng thấy con người này trong hàng ngũ quân lính của chúng ta. Chúng ta sẽ thông báo khắp vương quốc mở tiệc trong 3 ngày để mừng chiến thắng. Và kỵ sĩ mang mặt nạ đó sẽ là khách mời danh dự. Con sẽ tung quả táo vàng đính ước cho kỵ sĩ, hy vọng chàng sẽ xuất hiện. Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, rất nhiều kỵ sĩ cũng đã kéo đến mong bắt được quả táo vàng của công chúa. Sau khi bắt được quả táo vàng, kỵ sĩ áo đen vội vã bỏ đi. Đến khi công chúa tung quả táo vàng thứ hai, sự việc vẫn lặp lại khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận. Sao có thể như thế? Kỵ sĩ đã nhận táo đính ước của công chúa mà còn bỏ đi. Đợi công chúa tung quả táo thứ ba, dù làm thế nào cũng phải bắt được anh ta. Sau khi bắt được quả táo thứ ba, kỵ sĩ bị một toán quân lính vây chặt vì không muốn làm bị thương ai nên chàng đã không chống cự. Để xem rốt cuộc anh là ai? Là người làm vườn ư? Trong lúc mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì từ phía xa Hàn Sơ Sắc bất ngờ xuất hiện. Nguy rồi, người rừng xuất hiện. Đây là quả táo của ông. Ta cảm ơn. Ta vốn là vua của một vương quốc, vì bị dính vào lời nguyền mà phải mang lốt xấu xí. Phải có quả táo vàng này mới phá được lời nguyền, và hoàng tử trẻ ở đây đã giúp ta thực hiện tâm nguyện. Thì ra là như thế. Thứ lỗi cho thần mạo muội, người vẫn sẽ gả công chúa cho thần chứ ạ? Công chúa cưới được một người tài ba lại trung nghĩa như ngươi, quá là may mắn. Thế là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
gặp hoàng tử đưa công chúa trở về vương quốc của mình, cùng chung sống hạnh phúc suốt đời. Hai số phận. Dừng lại, cướp đi. Có bao nhiêu vàng bạc châu báu, mang hết ra đây. Tất cả tôi có thế này thôi. Thôi, chúng ta cứ phải thủ tiêu luôn hắn, để đề phòng hậu họa về sau thôi. Ở đây đã an toàn rồi, người tiếp tục hành trình của mình, lần sau xin bảo trọng. Cảm ơn anh đã cứu mạng, ơn này nhất định tôi sẽ tìm cách báo đáp. Có gì đâu, giúp người lúc hiểm nguy là việc nên làm mà. Xin cho biết tên tuổi, nhất định tôi sẽ tìm gặp lại. Tôi là Trần Lâm, ở An Lạc, Bình Đắc. Là Nguyễn Công, người nổi tiếng xem tướng số rất giỏi đây sao? Mình phải lên nhờ ông ấy xem cho một quẻ mới được. Cao nhân nói sao ạ? Anh về cuối đời gặp nhiều may mắn, an nhàn, có quý nhân phù trợ, nên được nhiều lộc, lại sống thọ nữa. Ôi, thật thế sao? Thế thì tôi không phải lo gì nữa rồi. Xin đa tạ cao nhân. Dạ thưa cao nhân, nghe tiếng về tài năng của cao nhân đã từ lâu, hôm nay mới có dịp được diện kiến. Xin cao nhân chỉ giáo giúp con xem số phận sau này của con sẽ thế nào ạ? Anh trông hào hào giống người ban nãy vừa rồi đấy. Hai người đi cùng nhau à? Tôi đi một mình mà, có biết người đó đâu. Anh mặc dù lương thiện, nhưng về hậu phận lại gặp nhiều đen đuổi, thậm chí cuối đời gặp tai họa, rất tiếc là sống không có thọ. Trời, lại còn như vậy được sao? Nghe những lời thầy nói thật là bi ai quá đi mất. Mình đã sống không thọ thì nhất định phải ra tay vì nghĩa, sống thật tốt để cuộc sống có ý nghĩa. Đây chính là người mình đã gặp trên nhà cao nhân đây mà. Người này chắc là trúng phải gió độc. Ta phải nhanh chóng đưa đi gặp Lan Y, không thì tính mạng nguy mất. Cảm ơn ân nhân đã cứu sống tôi, lại còn cho tôi ăn mặc, giờ tôi cũng đã khỏe mạnh trở lại rồi. Xin phép anh cho tôi tiếp tục lên đường. Vậy rồi giờ anh đi đâu? Chả lẽ lại tiếp tục tay bị tay gãy đi hành khất hay sao? Chẳng giấu gì anh, tôi thời trước cũng theo nghiệp đèn sách một thời gian, nhưng vì gia cảnh sa sút, ly tán mỗi người một nơi, sức khỏe tôi lại yếu ớt, nên chắc lại phải tiếp tục con đường đó thôi. Mỗi người một cảnh ngộ. Thôi thì tôi và anh đã gặp nhau, lại có hình dáng cũng hao hao giống như nhau, âu cũng là một cái duyên vậy. Thôi thì anh cứ ở lại đây với tôi coi anh như là huynh đệ của tôi vậy. Cùng bảo ban nhau làm ăn sinh sống trên mảnh đất nhỏ của tổ tiên, tôi tin không thể chết đói được. Đa tạ anh. Thế là từ đó, Văn Thông ở lại nhà của Trần Lâm. Họ cùng nhau làm lụng, cày cấy mưu sinh, gắn bó với nhau như hai anh em vậy. Rồi một ngày, Trần Lâm bỗng dưng bệnh nặng. Ai thế nhỉ? Dạ thưa, đây có phải là nhà của Trần Lâm không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì thế? Dạ thưa, mấy tháng trước chủ nhân của tôi là quan thượng thư bộ hình đi vi hành gặp phải cướp, may nhờ được ra tay cứu giúp kịp thời mà bảo toàn được mạng sống. Giờ đây quan lớn của chúng tôi muốn mời Trần Lâm về phủ để trọng thưởng ạ. Trần Lâm nằm liệt giường thế kia, biết có khỏi được bệnh không mà đi lĩnh thưởng, chi bằng ta nhân luôn cơ hội này đi nhận thưởng, hoán cải số phận thành Trần Lâm luôn. Được, ta chính là Trần Lâm đây. Anh hãy ra ngoài kia đợi ta chuẩn bị chút đồ đạc rồi sẽ lập tức khởi hành luôn. Phải lấy và tìm đi tất cả những văn tự tùy thân của Trần Lâm. Có như vậy, nếu hắn tỉnh dậy, có muốn chứng minh thân phận của mình thì cũng không thể nào làm gì được. Bẩm ngài, ngoài cổng có một người xưng tên là Trần Lâm, muốn xin vào gặp ạ. Trông hắn như thế nào? Dạ, trông ông ta hao hao giống ngài ạ. Giống ta ư? Đúng là yêu nghiệt. Người đâu, hãy bắt anh ta rồi ném xuống sông cho ta. Dạ, thưa vâng ạ. Đây là đâu thế này? Đây là nhà họ Phạm. Chàng bị đuối nước trôi dạt vào vườn nhà thiếp. May mà cha của thiếp là danh y, nên cứu chữa kịp thời, chàng mới có thể sống sót được đấy. Cảm tạ gia đình, ơn cứu mạng này. Tôi phải lấy gì để báo đáp đây ạ? Cần gì chứ, chàng trôi dạt về đây âu cũng là cái duyên. Thấy Trần Lâm hiền lành, con gái duy nhất của họ Phạm đem lòng yêu chàng hết mực. Gia đình họ giữ chàng ở lại làm rể thừa kế tất cả gia sản. Bao năm mới có dịp trở lại quê hương thăm thú quê nhà. Dạ, xin chào cao nhân ạ. À, chúc mừng cậu Trần Lâm. Dạ, sao cao nhân lại chúc mừng tôi ạ?
đúng là nhân định thắng thiên. Ý cao nhân là sao ạ? Văn Thông giả mạo cậu đi nhận bổng lộc của quan lớn. Từ khi có tiền của, ngày càng độc ác, tham lam vô độ. Vừa rồi, đêm hôm khuya vắng, gia tư hắn chẳng may bị hỏa hoạn, nhưng đang ngủ say nên chẳng thể biết, đã sớm phải về với cát bụi. Hắn cướp phúc của anh rồi, lại phải gánh hậu họa cho anh. Còn anh lương thiện vô cùng, cuối đời đã được phúc xoay chuyển được số phận. Quả là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vậy nên ta chúc mừng anh là đúng lắm rồi. Xin đa tạ cao nhân. Đừng đùa với em gái. Lam, vào nhà trước đi. Anh với Mai ngồi nói chuyện với nhau lát đã. Thôi, nhanh vào nhà đi. Mẹ tưởng về muộn lại mắng cho bây giờ. Anh Thanh nói chuyện gì với Mai mà lâu thế nhỉ? Mai này, thứ hai tuần sau là sinh nhật mình đó. Năm nào bố mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình với bánh kem lớn và rất nhiều quà. Ừ, mong là năm nay cũng vậy. Tất nhiên là vậy rồi. Mai mẹ mình đi vắng, hay là mai cậu sang đây chơi, bọn mình sẽ tập trang điểm để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Đi thôi Mai, nhanh không lại muộn bây giờ. Ơ kìa, anh với Mai đi đâu đấy? Cho em đi với. Mà hôm qua cậu với anh Thanh đi đâu đó? Hai đứa đang làm trò gì thế? Bọn em đang tập trang điểm. Mà anh thấy em có xinh không? Em thì xinh cái gì? Nhìn Mai kia kìa. À đúng rồi, lên phòng anh bảo anh có cái này hay lắm. Không biết anh Thanh có cái gì cho mình nữa. Thôi, cậu về trước đi nhé. Mình về đây. Chiếc váy đẹp thật đấy, lại rất vừa và hợp với em. Được rồi, vào thay ra đi. Cái này là anh mua cho Mai, không phải cho em đâu. Nhớ giữ bí mật với Mai đó. Vâng, suốt ngày Mai, suốt ngày Mai. Không thể thế được. Anh Thanh suốt ngày đi với Mai, bỏ rơi mình. Phải tìm cách tách họ ra mới được. Anh Thanh, anh không biết đâu. Mai có nhiều tật xấu lắm. Để em kể cho anh nghe. Từ nãy đến giờ em nói anh có nghe không đấy? Lảm nhảm cái gì từ nãy đến giờ thế? Anh không quan tâm đâu. Thua keo này, mình bài keo khác. Mai bằng mọi giá phải giới thiệu cho anh Thanh hết girl lớp mình mới được. Anh Thanh đi đâu rồi không biết? Anh Thanh, đây là Thảo, bạn cùng lớp với em đó. Anh dẫn tụi em đi mua sách được không? Không được rồi. Anh đã hẹn sang nhà Mai học toán rồi. Giờ anh phải đi đây. Hai đứa tự mua sách nhé. À! May quá. Giờ này anh Thanh đi học thêm chưa về? Đáng đời. Xem ra sắp có trò vui để xem rồi. Hôm nay là sinh nhật mình mà chẳng thấy ai chúc mừng. Bố mẹ và anh Thanh cũng quên việc tổ chức sinh nhật cho mình luôn rồi. Lam ơi, lên xe mình chở. Hôm nay anh Thanh có việc nên về trước rồi. Cậu cứ về trước đi, mình tự về được. Chúc mừng sinh nhật Lam. Chúc mừng sinh nhật Lam. Chuyện gì thế này đây? Mấy ngày hôm nay, cả nhà mình không ai nhắc đến việc tổ chức sinh nhật, nên con nghĩ mọi người quên đúng không? Không phải đâu con gái yêu à. Tất cả là do ông anh yêu quý của cậu yêu cầu mọi người đấy. Anh Thanh muốn tạo một bất ngờ cho cậu. Thật ra, đây là quà của anh. Mấy hôm nay, anh chỉ muốn trêu em thôi mà. Không. Chiếc váy đúng là rất hợp với em. Anh phải nhờ Mai đi cùng mua mấy ngày mới chọn được đấy.
sự việc ngày hôm đó đã cho tôi một bài học vừa bất ngờ lại quý giá như chính món quà của anh trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ để lòng đố kỵ hay sự nghi ngờ mù quáng dẫn lối hành động, để rồi quên mất đi tình cảm ấm áp, chân thành của những người xung quanh dành cho mình. Lựa chọn bất ngờ. Em này, em đã nghĩ sau này cô Bin lớn lên sẽ làm nghề gì chưa? Em có mấy người bạn làm doanh nhân, lúc khởi nghiệp có vất vả, nhưng sau đó ai cũng thành đạt. Cô Bin nhà mình mà trở thành một doanh nhân thì tốt biết mấy anh nhỉ? Không đơn giản như em nghĩ đâu, kinh doanh phức tạp lắm. Ông nội và bố đều là bác sĩ, hay mình hướng cho con học y, sau này dễ xin việc hơn. Nhưng mà theo nghề y học hành vất vả, tới khi đi làm thì suốt ngày phải trực, như anh đấy. Em không đồng ý đâu. Thế hay là chúng ta định hướng cho con theo nghề giáo? Ông bà ngoại đều là giáo viên, đã dạy dỗ vợ anh trở thành một người ngoan hiền như thế này. Nghề giáo cũng được đấy. Anh chỉ giỏi nịnh thôi à, làm giáo viên cũng vất vả lắm. Hồi bố mẹ còn đi dạy, em thấy tối nào bố mẹ cũng phải bận bịu soạn giáo án, chẳng còn mấy thời gian cho gia đình nữa. Em vẫn không thích cô Bin theo nghề giáo đâu. Thôi, vợ chồng mình tính lại đi anh. Chẳng biết nên tính cho con làm gì bây giờ. Ông bà tặng quà chúc mừng sinh nhật Bin này. Chúc Bin của ông bà mau ăn chóng lớn nha. Chúc Bin của bác mau ăn chóng lớn. Vâng lời ông bà và ba mẹ nha. Thế vợ chồng cậu đã định sau này hướng cho cô Bin làm gì chưa? Vợ chồng mình vẫn đang phân vân nghề y, nghề giáo và kinh doanh, vẫn chưa biết nên định hướng cho cô Bin làm gì nữa. Tớ có ý như thế này, có lẽ sẽ giúp được vợ chồng cậu khỏi phải đau đầu lựa chọn nữa. Bây giờ cậu hãy mang một chiếc ống nghe, một tờ tiền và một cây bút ra đây. Những thứ đó để làm gì vậy? Thì cậu cứ mang ra đây rồi tớ sẽ nói. Cái ống nghe này sẽ tượng trưng cho nghề y, bút tượng trưng cho nghề giáo và tờ tiền tượng trưng cho lựa chọn trở thành doanh nhân. Giờ cậu hãy đặt những thứ này xuống dưới kia và để cho cô Bin tự lựa chọn đi. Đúng là sáng kiến, tại sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ? Mình đã thử cách này với con nhà mình, cuối cùng nó chọn tờ tiền. Vợ chồng mình đang tính hướng sau này sẽ cho con đi học kinh doanh luôn. Thằng bé nhà cậu từ bé thế mà đã khôn lanh rồi, không biết cô Bin sẽ chọn gì nhỉ? Nào Bin, con nhìn kỹ nhé, con muốn lựa chọn thứ gì trong ba thứ này? Bin ơi, con thích thứ gì nhất nào? Làm ơn, con hãy lựa chọn cái ống nghe hoặc cái bút nhé. Như thế bố sẽ không phải nhọc công thuyết phục mẹ con nữa. Chắc tại cô Bin vẫn còn bé quá nên chưa biết đấy thôi. Cậu thử cho con chọn lại xem nào. Nào, con hãy nhìn những món đồ này và chọn lại nhé. Không hiểu sao hôm nay nó bướng vậy. Thằng bé đã đưa ra sự lựa chọn của mình rồi đấy chứ. Đâu, nó đã chọn gì đâu mẹ. Lần này con ngồi cạnh thằng bé đây rồi, chắc là nó sẽ không bướng nữa đâu ạ. Nào Bin, con đừng nghịch nữa, ngoan nào. Các con vẫn chưa nhận ra sao? Thứ mà cô Bin chọn không phải là thứ đồ kia, mà chính là ba nó đấy. Các con có hiểu ý nghĩa sự lựa chọn của thằng bé không? Tuổi thơ của thằng bé, lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho nó chính là tình yêu thương của bố mẹ, của gia đình. Đừng ép thằng bé phải chọn những lựa chọn xa xôi, chưa cần thiết. Cuối cùng con chọn ba sao? Ôi, ba cảm ơn con. Giờ ba đã biết phải làm thế nào rồi. Em này, sau này con muốn làm gì thì tùy ý cho con quyết định được không? Miễn con chăm ngoan học giỏi, luôn mạnh khỏe, vui vẻ ở bên chúng ta là được rồi. Vâng, em cũng nghĩ thế anh à. Chúng ta không nên quá áp đặt cho con làm gì nữa cả. Chỉ cần con mãi mạnh khỏe, hạnh phúc thôi. Ừ, cứ quyết định như thế đi. Tương lai cô Bin thích làm gì thì sẽ do cô Bin tự lựa chọn. Thế là chuyện này đã bàn xong nhé. Bây giờ cả nhà cùng hát chúc mừng sinh nhật cô Bin thôi nào. Happy birthday to you. Happy birthday to Bin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Bin. Người bạn Hà Tiện. Cậu đi chợ về rồi à? Trưa nay ăn món gì thế? Ờ, cậu về rồi à? Ôi trời, lại trứng hả cậu?
Ừ, sao cậu không mua ít thịt cải thiện bữa ăn một chút đi, cậu hà tiện nó vừa thôi chứ. Tớ cũng định mua thịt, nhưng mà sắp tới vào kỳ mới, nhiều khoản phải đóng học, nên tớ nghĩ chịu khó tiết kiệm một chút, đợi qua tháng sau, chúng mình ăn uống cải thiện hơn, được không? Vân này, hay phòng mình mua chiếc quạt khác to hơn đi. Tớ thấy quạt này cũng đủ mát rồi mà. Đủ mát cái gì chứ? Mùa hè nóng nực thế này mà chỉ mỗi cây quạt bé xíu đặng sao nổi. Với lại phòng mình mua thêm mấy cái nồi nữa đi. Mua thêm ít bát đũa nữa chứ. Mỗi khi nhà có khách đều phải đi mượn, ngại chết. Ngại cái gì chứ? Bạn bè xóm trọ thân tình mà. Đời sinh viên là thế. Giờ mà sắm nhiều đồ thế cũng chết tiền đấy. Tiền học bọn mình cao lắm. Tớ chịu cậu đấy Vân à, tớ chẳng biết nói gì luôn. Lại hết ga, bực mình thế không biết. Bột canh về rồi nè. Bột canh gì nữa, lại hết ga rồi kìa. Vậy để tớ đi đổi ga cho. Đang nấu giữa chừng mà cứ hết ga, rất là bực mình. Tớ bảo rồi, mua lấy cái bếp và cái bình ga to, tính ra còn rẻ hơn. Để tháng sau đi cậu ạ, tháng này hơi nặng, đợt vừa rồi mới mua cái quạt rồi. Chịu cậu luôn, nói thật tớ chưa ở với ai mà hà tiện như cậu. Thôi ăn gì thì cứ nấu đi nhé, tớ ra ngoài có việc. Ơ kìa Thúy, cậu đi đâu, ăn cơm trưa đã chứ. Ôi, ngon quá. Ở với con nhỏ hà tiện đấy vài tháng nữa, chắc em thành bộ xương di động mất, chắc phải tính chuyển ra ở riêng thôi. Hôm nào anh đi tìm phòng hộ em đi. Anh có nghe em nói gì không? Em vừa nói gì cơ? Tớ về rồi đây. Hôm nay sao cậu nghỉ học thế? Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì thế? Anh ta bỏ tớ, yêu đứa khác rồi Vân à. Sao anh ta có thể đối xử với tớ như thế? Tại sao chứ? Thúy ơi, vậy ăn trưa nào? Sáng cậu đã chưa ăn gì rồi. Cậu cứ ăn đi, tớ không ăn đâu. Coi như vì tớ, ăn một chút đi Thúy. Tớ thật sự không muốn ăn mà, cậu cứ ăn đi. Cậu không ăn thì tớ cũng không ăn đâu. Cậu phiền thật đấy, tớ xuống ăn cùng cho cậu ăn, được chưa nào? Ăn thịt đi này, xem tớ nấu có ngon không. Tớ ít khi nấu thịt nên không biết nấu lắm. Ăn cả con tôm nữa đi cậu. Có cả thịt, lại còn cả tôm nữa. Tớ đi chợ sáng sớm đấy, nên toàn bộ đồ tươi ngon, cậu ăn nhiều vào. Mà cái bà bán thịt đầu ngõ mình ghê gớm cậu nhỉ. Mình định bỏ đi, không mua thì bà ấy liền dở bộ mặt hung thần. Tớ sợ suýt tè cả ra quần ấy, nên mới đành quay lại mua. Thế nên hôm nay mới có thịt ăn đó. Cậu cười rồi kìa. Đúng rồi, phải thế chứ. Cậu thật là, chẳng phải học phí của cậu còn chưa đóng mà. Cậu không cần vì tớ mua nhiều đồ thế đâu. Không mua sao được, lúc đang buồn ấy, cách tốt nhất là ăn ngon. Tin tớ đi, ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào đi, thôi cậu đừng có gấp nữa. Đợi cậu mãi, chúng ta về thôi. Ôi trời ơi, lại nữa rồi này, tớ phải làm sao bây giờ? Cậu làm thế, chơi mấy cái trò đau tim ở đây, chắc chắn cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn cho mà xem. Đợi tớ ở đây nha, tớ đi mua vé. Thật là mệt chết mất. Mệt lắm phải không? Chẳng còn sức mà buồn. Mà nhớ về anh ta đúng không? Cậu thật lắm trò mà. Nhưng đúng thật, tớ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu. Nhưng mà tiền chơi công viên hôm nay, để tí về tớ trả lại cho cậu. Cậu dẫn tớ đi là tớ vui rồi. Tớ là chủ mua vụ này mà, sao lại để cậu trả được? Cậu mà trả lại tớ, tớ sẽ giỏi đấy. Nói thật, trước đây trong mắt tớ, cậu kỳ bo bụng xỉn lắm. Nhưng từ mấy hôm nay tớ nghĩ khác rồi. Tớ thừa nhận, tớ hà tiện thật. Nhưng về nhà tớ còn nghèo lắm, nên tớ luôn tự nhủ phải tiết kiệm hết mức có thể. Tớ chỉ chi tiền vào những việc mà tớ xem là thật sự cần thiết thôi. Thật sự cần thiết? Như việc làm cho tớ vui khi tớ thất tình sao? Tớ thật may mắn vì có một người bạn như cậu. Tớ xin lỗi, trước nay giờ tớ chưa từng hỏi qua hoàn cảnh của cậu. Tớ lúc nào cũng đòi hỏi mà không biết cảm thông. Bây giờ tớ mới hiểu,
Thật ra cái khuyết điểm mà tớ nhìn thấy trước đây của cậu lại chính là một ưu điểm, một điều cao cả. Cái gì mà điều cao cả hả? Làm tớ ngại đó. Tớ nói thật mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.